Xin chào các chị và các bạn. Hôm nay mình đi tới cái tiệm vô đây để mình mua cái nguyên liệu về mình nấu xong bổ lượng. Mình mời các chị và các bạn cùng xem mình mua cái nguyên liệu nấu xong bổ lượng nha. Em mua cái em nấu xong bổ lượng đó. Chị thường thường thích gì em lấy cho. Giờ chị ghi ra đi. Hộp sen, chị có hộp sen chưa? Hộp sen. Hộp đỏ. Táo đỏ. Bơ bơ hơn. Bơ bơ. Sen, táo đỏ, nho, nhãn, bò bò, rồi sơn có cái bạch quả, chị lấy không? Cái trái bạch quả đó, rồi trái nhiều chị lấy tim đi, đắm chứ để nó đắm chị đắm nó lên phú rồi. Mẹ củ tươi gì mình mua đâu có chị? Ha, mẹ chị mua thằng Nghiên nha. Tôi mua về cho nhau cho ba hả? Vậy nó bảo đảm hơn. Mẹ có ăn chậu đó, tại ăn chậu 6 rồi nha hả? Ba củ. Ba củ. À, lấy nhãn nguyên trái nha, lấy nhãn nhục. Nguyên trái thì 33%, nhãn nhục 25%. Cái trái thì nó đẹp hơn, nó nở như cái vải vậy, nó nhỏ nhỏ vậy. Lấy thử đi. Mà nó cũng nhẹ nữa. Nhìn coi nó đẹp lắm. Có nấu rồi biết rồi phải không? Miếng ngon rồi nó ra mua cái nấm tiết nhỏ nhỏ về nha. Thì cái mình nấu xong rồi mình hãy sắc ra, bỏ vô. Ngày xưa người ta bắt tiệp ta cũng có cái cân này nè, cân bằng có cái giấy, cái giấy tròn tròn vậy, cái này để lên hồi xưa, mà bây giờ không ai cân, chỉ có còn tiệm thuốc bắt còn cân này. Hồi xưa bắt tiệm là nhà ta có cái cân này. À, lá kim tiền thảo không có nửa tí với 200 gram, lấy cái này. Không có nhau phải không? Nhãn bò bò, quầy sơn, bạch quả. Cái này mình mua mình nấu ăn ngon. Nấu ngon lắm á. Không có mình nấu mình ăn á. Mình nấu như giống như bữa cơm mình ăn vậy. Ngon không được, nó thường thường đó. Hồi đó, anh nhớ ngày xưa á. Hồi xưa nấu á. Cái nấu là ngồi bây giờ lại là cái này mắc chứ. Hồi đó thì nấu này. Hồi đó thì cái này nấu ăn thay cơm nè. Hồi đó nhớ đi học cái đồng ở đây này nè. Bao nhiêu quanh này không? 16 ngàn. 16 ngàn. Ăn bật bật nè, hồi đó nấu ăn bật bật nè, ăn hai cơm nè. Bữa em mua này nè, về em đâu có lấy ra đâu, em để nguyên gì nè, cái em ăn nó hơi đắng đắng. Chị nấu ra nhiều lắm á. Nó nở. Về chị luộc đi, luộc ra hộp sen nó được đi. Cái này chị bỏ cái bỏ này với cái này vô. Vô lại bỏ vô luộc bắt đầu. Đổ nước ra, chắc bỏ cái nước luộc đi rồi bắt đầu bắt đường. Nó vậy nó cái trong nó trơn nè. 34 ở vườn không có, ra chợ có bán á. Rồi lấy cái to về tính lại 21 tính 120 đi. Cái 3 tính 8.
Mình xin chào các chị và các bạn. Hôm nay trời nóng lực quá chừng luôn. Tháng này là cái mùa nắng của mình mà nước lại mặn nữa. Cho nên mình đi mua xong bữa lượng thì mình nấu ăn cho nó mát. Lượng của mình đây là quầy sơn nè. Giờ mình để vô đây để mình ngâm. Còn đây là bo bo. Bo bo này ngày xưa mình ăn thì cơm mà giờ mình mua nó tới mấy chục ngàn 100g. Còn đây là hạt sen. Mình đổ hạt sen vô đây mình ngâm luôn. Còn đây là nho khô. Còn đây là táo đỏ. Còn đây là nhãn. Còn đây là bạch quả. Mình nấu với đường phèn. Đây là đường phèn. Giờ mình mời các anh chị và các bạn cùng xem mình nấu cái món xăm bổ lượng mát lạnh này nha. Đây là mình có cái củ sen nữa. Mình mới vừa đi chợ về cái mình bỏ người kia mình quên. Cái củ sen này đó, cái củ sen nấu ăn ngon. Mình ngâm đi, mình chế nước vô. Ở dưới này mình trồng tomat mát này nó xanh nè. Hồi đó tên nhà mình ở tên má mình nó trồng ở ngoài nắng nó gần cây. Cái mình làm cái màu nó không xanh. Giờ mình bắt nước lên mình nấu. Giờ mình cắt củ sen ra mình gọt củ sen. Công nhận cái củ sen này mà nó nằm sâu ở dưới đất. Người ta nói đào cực dữ lắm mới có củ sen này. Nè mình thấy người ta làm dưa chua dưa gì. Dưa món gì người ta cũng cắt cái củ sen này. Nó đẹp với làm gỏi. Gỏi củ sen. Sắc cái củ sen ra. Củ sen nó đẹp sợ luôn. Đâu nè. Có lỗ thiệt đẹp luôn. Hồi lần mình không có biết củ sen, cái mình đi đám người ta làm gỏi á. Cái mình thấy cái vòng tròn có bông gì nè, mình không biết cái gì. Cái sau ra mình hỏi thăm mình mới biết đó là củ sen. Mình để nguyên miếng gì nè, mình múc lên cho nó đẹp luôn. Cái đây mình cắt nhỏ nhỏ ra nó không đẹp. Mình bỏ vô hạt sen cái mình luộc chung với hạt sen luôn, hạt sen cũng lâu chín. Mình sắc quầy sơn ra cho nó nhỏ ra đi, chứ mình để nguyên miếng khó ăn. Cái quầy sơn này mình tham khảo với các anh chị nha. Các anh chị và các bạn, cái mình không hiểu nó là gì mà nó tên là quầy sơn, không thì thiết bắt vô là quầy sơn. Mà mình ăn vô giống như là miếng mì sượng. Cho hạt sen với củ sen với quầy sơn vô mình nấu. Chứ muối vô mình luộc cho nó ngon. Mình lấy cái tim bạch quả ra. Đây. Nó có cái tim giống như tim sen vậy. Mình lấy cái này ra ăn không đắng nè. Nhưng mà ăn cái đắng này nó mới tốt cho sức khỏe nè. Này nó giống như cái hạt sen. Phải lấy tim ra. Mình nè. Bỏ cái hộp và cái hộp gì quên này ta. Mình bỏ bo bo vô mình luộc luôn. Mình luộc cái này chín rồi, giờ mình vớt ra. Cái mình bắt cái nước khác lên mình nấu chè. Mình bắt nước khác lên mình nấu cho nó trong cho nó ngon. Đổ vô mình nấu. Bạch quả mình nấu thì nó còn dẻo dẻo chứ nó không có mềm eo. Nước vào trong khe à, đẹp rồi. Bỏ cái cục lá dứa của mình vô nè, cho nó thơm ngon.
rồi mình bỏ đường vô cho tan nha. Xíu muối. Dạ, yeah, mình phải bỏ xíu muối nó mới ngon. Giờ mình bỏ nho, táo, nhãn vô. À, cái này bỏ vô xíu nhìn nhắc xíu à. Nó mau chín đó. Bỏ vô cái nó nổi lên nè. Táo nổi lên thiệt đẹp luôn. Xong cái ửa lượng của mình chín rồi, mình nhắc lên. Để cho nó nguội. Mình vớt nó dưới ra. Sẵn mẹ mình xuống cái mình gửi hộp sữa cho mẹ mình, đem để con khu cho mẹ mình về tỉnh uống luôn nè, con khu luôn chứ má gì đến mới không biết vị à, không biết làm sao nữa. Này em hổm chị tiếp cho nè, cái con đưa em má lần lần chị cho nguyên rốc 6 hộp mới hổm có 1 hộp đâu có bà cho nhiều dữ rồi. Chị cũng mua, chị mua chị cho má. Thấy má lớn tuổi rồi chỉ mua cho má uống còn cho má khỏe. Vậy không có gì cho bỏ lại mới chết đi chứ. Hôm nay chỉ cho má nhiều dữ lắm kìa. Mấy lốc rồi nhiều dữ lắm mà má uống nhờ uống này mà má khỏe ra. Còn để đây cái ganh gì đánh uống. Cái chè chè xăm bổ lượng của mình nè, nguội rồi. Giờ mình múc ra ly. Cái mình để nước đá vô uống. Xin chào cả nhà. Bé nó không để nước đá đi chị bé. Để nước rồi để xuống đi. Để chút để vô lượt luôn chứ để tiếp cái nó tan. Để nước đá đi. Xin chào cả nhà. Mời xem. Xong bổ lượng của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà mình ăn xong bổ lượng với mình cho vui nha. Cái này mình có rước mẹ mình xuống ăn xong bổ lượng. Má chào á. Chào. Chào. Mình mời cả nhà cùng ăn xong bổ lượng với mình. Mà ăn đi. Ngon mình lắm. Mời cả nhà ăn xong bổ lượng với mình. Đây đây đi. Ăn đi, ngon lắm. Mát. Tôi ăn này mát dữ vậy chị bái. Ngon hạt sen ơi, hạt sen ngon, bốn hạt sen mình ăn thơm ngon á, rồi hạt sen nhãn à, đó bốn à, cái này táo đỏ, chị bái nấu cũng nhiều, nhiều loại hả chị bái, bốn năm loại hả chị bái, bốn năm loại, cái này mình nấu ngọt vừa ăn, không có ngọt quá, hạt sen này già chị bái có bột ngon chị bái, già dạ. Ăn á. Cái đáy bạch quả ăn nó dẻo dẻo ngon. Cái hộp bo bo ăn thiệt ngon. Cái hộp bo bo ngày xưa mình ăn từ cơm. Mà bây giờ nó mắc nó tới mấy trăm ngàn một ký. Hồi đó mình trồng á. Cái mình hái vô cái hột nữa, hột này hột bo bo hả? Hột bo bo là lúa mì á nè. Ừ, cái hột nhỏ nhỏ này nè, ăn dẻo dẻo á. Ngày xưa ăn nấu ăn bụp bụp giống như là mình ăn gạo lứt vậy. Ngày xưa nấu ăn hay cơm á, từ cơm á. Cái quậy thơm ăn dẻo thiệt dẻo luôn. Nấu cái hạt bo bo làm tao kêu bằng lương cái lúa mì á, đúng không? Phải không chị bảy? Cái lúa mì á. Câu lương lúa mì. Câu lương lúa mì khác, bo bo cái cây cây lụn hơn nha. Học này nè, học bo bo. Học bo bo này, bo bo nè. Nhớ hồi đó mình tập cây nè. Lúa mì vàng. Hồi đó em ăn cây lúa mì á. Cây lúa mì ăn nó hơi hơi sẩm sẩm. Chứ học không có xong bổ lượng của mình là ăn ngon á. Ăn hết rồi. Đấy cái tái nó ăn cũng mát. Như tái bạch quả hồi ăn cũng có lợi cho sức khỏe lắm tái bạch quả. Mà ăn được cái nhị nó luôn rồi. Giống như là cái nhị sen. Nhị của cái hạt sen.
vậy ăn đắng quá thì mình bỏ cái vị đó. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, trời giàu sức khỏe. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh Bà Bảy Miền Tây. Và bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.